mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã đánh giá, phân tích những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp khắc phục và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 9 dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế xã hội của tỉnh cũng như các chính sách đối với người dân. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 13 có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận và quyết định nhiều vấn đề, đánh giá làm rõ những mặt đã làm được, những tồn tại hạn chế và đề xuất nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và giai đoạn 2010-2015. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị sau kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong tuần, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh và đi thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, người có công, các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi, nén hương thơm cùng với sự thành kính biết ơn vô hạn những người con ưu tú của quê hương. Noi gương các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nguyện đoàn kết một lòng thi đua phát triển kinh tế xã hội, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp phồn vinh. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân đối với những công hiến, đóng góp của các thương binh, liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thành thị cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về đền ơn đáp nghĩa, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Trong tuần, Đảng bộ huyện Bình Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Bình Xuyên cần tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phần đầu đến năm 2016, huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020 trở thành đô thị loại 4. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,5% một năm, tổng thu ngân sách đến năm 2020 đạt trên 1.000 tỷ đồng. Trong tuần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ 20, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ 29 và Đại hội đại biểu huyện Yên Lạc lần thứ 20. Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ 20, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của huyện Lập Thạch và đề nghị trong dự thảo cần nghiên cứu hướng phát triển huyện trở thành thị xã phù hợp với quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xác định các giống cây trồng chủ lực để có hướng mở rộng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa. Về công nghiệp, cần khai thác lợi thế về nguồn lao động của địa phương và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 3 khu công nghiệp đã được tỉnh quy hoạch. Tính toán nguồn lực từ đầu ra đất để đầu tư phát triển, tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng chi Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Về công tác nhân sự, huyện cần tiếp tục rà soát để thực hiện đúng các quy định theo chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ 29, đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của huyện ủy Tam Dương. Đồng chí đề nghị dự thảo báo cáo chính trị cần chuẩn bị khái quát, ngắn gọn hơn, nêu rõ hơn về tiềm năng thế mạnh của huyện trong phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác tôn giáo trên địa bàn. Về mục tiêu phương hướng nhiệm vụ, cần đề ra mục tiêu giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của huyện. Ưu tiên hơn nữa cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp Tam Dương 2. Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở. Đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh, đề nghị đối với chủ đề đại hội, huyện ủy Yên Lạc cần bổ sung thêm nội dung đổi mới. Phần đánh giá kết quả cần ngắn gọn hơn, bài học kinh nghiệm cần nêu được những nét đặc trưng riêng của Yên Lạc. Bổ sung thêm giải pháp về bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Bổ sung thêm phương án nhân sự cho Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Trong tuần tại Vĩnh Phúc, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo khu vực phía Bắc về thúc đẩy việc triển khai thi hành luật bảo hiểm xã hội và hoàn thiện pháp luật lao động trong quá trình hội nhập quốc tế. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Cùng với việc phát triển kinh tế, các vấn đề văn hóa xã hội cũng được tỉnh quan tâm. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn của người lao động như vấn đề liên quan đến Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội. Kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách, hỗ trợ dành cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp như đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp, hỗ trợ vay vốn mua nhà chung cư, xây dựng trường mầm non cho con em công nhân, cải cách thủ tục hành chính cho vay nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao cơ quan điều tra hành vi tham nhũng Singapore. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Trúc bày tỏ vui mừng được đoàn tiếp đoàn đã thông tin với đoàn đại biểu cấp cao cơ quan điều tra hành vi tham nhũng Singapore đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc đánh giá cao những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội đất nước Singapore đã đạt được, đặc biệt là hoạt động có hiệu quả của mô hình chính phủ điện tử đã góp phần quan trọng đối với công tác chống tham nhũng tại đất nước này. Đồng chí hy vọng trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được trao đổi, học tập những bài học quý giá của đất nước Singapore trong việc xây dựng công cụ phòng chống tham nhũng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng qua chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với đất nước Singapore, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.